Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 141. Thưa quý vị, chiều nay ngày 20 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh diễn ra với phần hỏi ý kiến. Quan điểm của bị hại liên quan đến thiệt hại và đề nghị xử lý trách nhiệm với các cá nhân sai phạm trong vụ án. Phiên tòa đã ghi nhận rất nhiều ý kiến của bị hại. Vậy các bị hại nói gì? Mời quý vị đón xem trong phần nhật ký 141 hôm nay. Tại phiên tòa, nhiều người bị hại yêu cầu tập đoàn Tân Hoàng Minh phải thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi trong suốt thời gian đầu tư đến nay. Cụ thể, bị hại mã số 3205 cho rằng nếu chi trả gốc thì đó vẫn là tiền của bị hại. Chỉ khi Tân Hoàng Minh chi trả cả những tổn thất mà người này và gia đình phải gánh chịu trong suốt 2 năm qua thì đó mới là khắc phục. Bị hại này đề nghị hội đồng xét xử xem xét và có đánh giá giúp nhà đầu tư bởi lãi suất gửi ngân hàng 2 năm qua có lúc lên tới hơn 12%. Trong khi đó, nhiều ý kiến yêu cầu hội đồng xét xử xem xét trả tiền gốc cho bị hại ngay sau khi phiên tòa kết thúc vì hoàn cảnh gia đình họ gặp nhiều khó khăn, cần tiền gấp để trang trải cuộc sống. Khi được hỏi quan điểm về các luồng ý kiến trên, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết sẽ trả cho các nhà đầu tư những khoản tiền lãi trên hợp đồng trước thời điểm ông bị bắt. Còn những khoản từ khi bị bắt thì ông tuân thủ theo quyết định của hội đồng xét xử. Nếu như thường xuyên có thói quen để xe ở ngoài cửa hay ngoài ngõ, thì những hình ảnh sau đây xin được cảnh báo tới quý vị. Vào lúc 10 giờ 43 phút trưa ngày 20 tháng 3, một người dân để xe máy tại ngách 72/1 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị hai đối tượng nam giới bẻ khóa cổ và lấy trộm xe chỉ trong phút chốc. Lực lượng công an đang tiến hành điều tra, truy xét vụ án. Theo camera an ninh của nhà dân ghi lại, chiếc xe Way dựng trong ngõ hẹp, vắng người qua lại. Hai tên trộm đeo khẩu trang đi trên chiếc xe máy, dừng lại trước số nhà 80. Một tên ngồi trên xe cảnh giới, tên còn lại ra tay bẻ khóa một cách rất chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hai tên trộm đã lấy trót lọt chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29D2-34450 mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Qua những vụ việc này, người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản mọi lúc mọi nơi, nhất là tại những địa bàn nhiều ngõ hẹp vắng người qua lại. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Thắng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, 2024, Tổ công tác Y2141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại trước số nhà 349 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51A-36577, đang di chuyển trên đường Minh Khai có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thu giữ trong hộp để đồ ở ghế lái có một hộp giấy màu trắng hình chữ nhật, bên trong hai túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là heroin. Danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Hồng Thắng, sinh năm 1982, trú tại số 48 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, Đống Đa. Đáng chú ý, Nguyễn Hồng Thắng đã có 4 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận làm rõ theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, không thừa nhận hai gói ni lông chứa hàng trắng là của mình. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thắng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, số ma túy trên được Thắng mua với giá 20 triệu đồng, mang về bán lại và kiếm lời. Kết quả giám định cũng cho thấy hai gói ni lông trên đều là heroin có tổng khối lượng 51,787 gram. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Vừa chấp hành xong án phạt do phạm tội liên quan đến cố ý gây thương tích và ma túy, thế nhưng không hối cải mà thậm chí vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện những hành vi phạm tội khác. Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố với các bị can này. Trước đó, qua công tác tuần tra đêm, công an phường Bưởi đã phát hiện bắt quả tang Lê Trung Thành và Trần Đăng Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một túi ni lông bên trong chứa các tinh thể màu trắng và hai viên nén màu hồng. Qua giám định là ma túy tổng hợp loại methamphetamine, trọng lượng 0,832 gram. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đang đi tìm nơi để sử dụng ma túy thì bị phát hiện. Theo tài liệu điều tra, Trần Đăng Hải có hai tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đó, Công an phường Yên Phụ phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Thành có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói bọc băng dính, bên trong có một túi ni lông chứa 3 viên nén màu hồng.
Kết quả giám định là methamphetamine, trọng lượng 0,282 gram. Qua xác minh được biết, Nguyễn Công Thành mới chấp hành xong án phạt 8 năm tù do phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Thưa quý vị, tình trạng tội phạm trẻ hóa đang có chiều hướng gia tăng, trong đó xuất hiện cả những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề đáng quan ngại, bởi lẽ tội phạm vị thành niên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội, làm đảo lộn cuộc sống của không ít gia đình, mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng. Đây là 14 đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy không đeo biển kiểm soát, mang theo hung khí như tuyếp sắt gắn dao, vỏ chai bia, phóng nhanh lạng lách đánh võng, ném vỏ chai vào người dân, gây thương tích, đã bị công an quận Hà Đông bắt giữ và xử lý. Còn đây là 11 đối tượng, đều là thành viên của một số nhóm trên mạng xã hội, hẹn nhau ẩu đả, gây rối trật tự công cộng, đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Đáng chú ý, hầu hết các đối tượng này đều là trẻ vị thành niên. Nếu mà lúc đó em biết suy nghĩ hơn thì em nghĩ là giờ mẹ em sẽ không phải khổ vì em. Em đã hứa và em thay đổi rất nhiều lần chứ em cũng không nghĩ là em có ngày hôm nay. Có một số cháu thì bố mẹ cũng tập trung vào việc làm ăn, còn cảnh khó khăn nên tập trung vào việc làm ăn, thiếu sự quan tâm đến các cháu. Mặt khác là gia đình cũng tạo điều kiện cho các cháu sử dụng những cái thiết bị điện thoại thông minh từ rất sớm. Thì các cháu có thể là xem những cái video có tính chất bạo lực ở trên mạng và chơi những trò game điện tử có tính chất bạo lực. Chính vì thế có thể là các cháu định hướng tư duy của các cháu là cái việc giải quyết mâu thuẫn là sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Không chỉ thể hiện mình bằng hình ảnh gây rối, gần đây đã xuất hiện các ổ nhóm tội phạm là trẻ vị thành niên, như vụ việc mới đây mà công an quận Hoàng Mai vừa triệt phá. Với thủ đoạn và hành vi manh động, chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng này đã gây ra 4 vụ chặn, đánh, cướp tài sản, gồm 2 vụ trên địa bàn quận Đống Đa, 1 vụ tại quận Hà Đông và vụ cướp tại phường Vĩnh Hưng. Theo phân tích của cơ quan công an, gần 40% các đối tượng trong các vụ việc gây rối trật tự công cộng gần đây đều là trẻ vị thành niên. Sau mỗi vụ việc, các đơn vị trong công an thành phố đều tiến hành thông báo hành vi vi phạm của các đối tượng đến gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương để có các biện pháp phối hợp quản lý. Đây là biện pháp quan trọng mà cấp ngành địa phương, đơn vị và đặc biệt là mỗi hộ gia đình cần quan tâm hơn nữa để quản lý, giáo dục con em mình, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Một số trường hợp các cháu mang dao kiếm đi qua đây cũng phải khuyên các cháu không nên như thế. Và các cháu phải chấp hành những lời nghiêm và tính mạng con người là quan trọng. Bây giờ dù sao chúng ta phải chấp hành nghiêm về pháp luật của nhà nước, không nên mang không khí tất cả để dọa nạt đánh lẫn nhau. Cái này là có ở ngay đấy. Gia đình những trực tiếp như cùng với các con các cháu phải dỗ các con các cháu đến nơi đến chốn và chấp hành nghiêm những pháp luật của nhà nước. Để những luật lệ giao thông rồi về học hành làm sao có ích cho xã hội. Các cháu đang có tuổi dậy thì và đang thay đổi cái tính nét thì cần quan tâm hơn, hạn chế cho các cháu sử dụng những cái thiết bị thông minh như là smartphone hoặc là những cái máy tính bảng. Nếu có sử dụng chúng ta cũng không phải là giám sát được 100% nhưng cũng phải có cái kỹ năng để giám sát các cháu, cho các cháu xem gì, tìm hiểu gì thì đấy nắm bắt được. Còn tất cả những cái hiện tượng vừa rồi thì theo chúng tôi đánh giá ban đầu ý, chủ quan ấy thì nó là hiện tượng là các cháu chủ yếu là Azure, trong đó là rủ nhau đi thể hiện ra xã hội thể hiện để lấy số đấy mà. Cái đấy là chúng tôi nắm bắt ban đầu như vậy. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an thị trấn là tăng cường cái việc phải kiểm tra giám sát. Nếu thấy có hiện tượng thì cũng sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường để người ta giáo dục các cháu luôn. Thì các cháu như là cái cây đang lớn nên là chúng ta cần phải uốn nắn. Sự thấu hiểu, quan tâm và quản lý của mỗi gia đình là giải pháp hiệu quả nhất, giúp các em phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, rèn luyện tu dưỡng bản thân, trở thành những công dân có ích. Cha mẹ phải là người tạo ra vaccine miễn dịch cho con bằng chính tình yêu thương, trách nhiệm và phương pháp giáo dục đúng cách. Bên cạnh đó, các nhà trường cần tăng thời lượng, chất lượng đào tạo kỹ năng sống, phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp các em trong độ tuổi vị thành niên hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, những thủ phạm, nguyên nhân phát sinh tội phạm, từ đó xây dựng cho mình ý thức chấp hành pháp luật, hình thành các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, phòng ngừa tội phạm. Nội dung vừa rồi đã khép lại phần thời lượng của bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.